Về từ cái động tác đánh tay, điều lệnh người ta quy định rồi, nhưng làm thì cứ làm thế thôi. Khi đánh tay lên thì bàn tay úp vào cách cái người là 20 cm đúng không, và cái này ngang với túi áo ngực, tay này đánh về sau thẳng với tay hơi cỡ, nhưng vừa rồi cái khối này của Cao Chí thì chỉ có đánh như này thôi, cho nên nó không đúng. Mà người mà đánh như này, bởi tay của các đồng chí đã được chọn, tất cả chọn bằng nhau, người bằng nhau, thì khi các đồng chí đánh lên này thì tất cả cái hàng này các đồng chí phải thấy nó bằng nhau, và khi tay đánh về sau cái găng tay trắng của các đồng chí nó phải bằng thẳng một tấc một hàng. Tay tôi nó hơi dài một tí thôi, nhưng mà nó cũng vẫn bằng được. Thế thì bây giờ mình phải đánh làm sao cho được. Hai là cái chân của công đi lên là nhiều đồng chí vẩy chân. Nhiều công chí vẩy chân này cái là có khi là nó có cái thì nó bằng, có cái không bằng. Làm sao mà khi công chí lên này cái mũi bật chân tất cả thành một hàng. Vì là vừa rồi đi là trong ngay cả trong hàng, khi công chí đi là công chí phải liếc mắt để giống hàng. Làm sao cái hàng ngang của công chí thẳng, hàng chéo này nó thẳng. Người ta nhìn trên này người ta thấy hết. Đấy. Những câu chí đi bởi vì nó không thẳng, cho nên là hàng ngang hàng chéo nào nó chạch nhau hết. Thế cho nên là các đồng chí tôi và các đồng chí khối trưởng ở đây điều lệnh quy định từ 3 đến 5 mét hoặc 3 5 bước đúng không? Nhưng ở đây chúng ta thống nhất là 5 mét thì tất cả phải theo 5 mét. Chúng ta lấy một cái cỡ, ngay bản thân cái đồng chí ở phía sau là phải chỉnh xa hoặc gần khi điều chỉnh được. Đấy. Mình phải có quy định động tác như thế thì cũng được chứ. Chứ mà có đồng chí đi thì quá gần, có bộ phận đi thì quá xa. Hay khối cách khối cũng như vậy. Đây, khối cách khối trước mắt ở đây ta quy định là 20 mét cách nhau một khối. Còn nơi trước kia thì ta chắc là phải rút lại. Tôi yêu cầu là các đồng chí khối trưởng, các đồng chí giáo viên, cao ký là chúng ta đã trước tiết phương án rồi. Bây giờ chúng ta quỹ thời gian của chúng ta chỉ còn có khoảng độ một tháng, khoảng tháng rưỡi thôi. Hôm nay là ngày tháng rưỡi, mà một tháng rưỡi nó ngôn ngổn nhiều cái việc cơ động như thế nào thì phải mất 3 ngày cách nhau với tất cả các khối khác. Thế tôi chỉ mong rằng là các ông chí về phải huấn luyện đất thì nghỉ thôi. Đấy, tôi để cho các ông chí tham quan một cái khối này để các ông chí mới phát hiện ra những cái sai của điều lệnh. Cái này động tác điều lệnh quy định hết chứ tôi cũng không đẻ ra cả. Tôi không có quy định được thêm. Thế còn riêng về cái quân kỳ thì sẽ báo cáo với thủ trưởng bộ, với bộ trưởng để quyết định động tác làm sao cho phù hợp. Thì chúng ta điều lệnh thì chúng ta chưa đổi điều lệnh thì chúng ta vẫn bác. Thế thì hiện nay thì có các đồng chí đề xuất thêm hai cái động tác để nó phù hợp, và còn gì trên cơ sở này tới đây chúng ta sẽ sửa cái động tác, sửa cái điều lệnh cũ thì sau này chúng ta sửa sau nếu mà thấy phù hợp. Các đồng chí có đề xuất gì không? Bây giờ các khối trưởng với lại các huấn luyện viên ở đây. Bây giờ mấy giờ rồi? Thôi giờ là đi. Bây giờ các ông chí phải rút kinh nghiệm trong khối của mình nhá. Nhá, rút kinh nghiệm trong khối. Không, thì lễ hội để khi mà nó là cái như bây giờ để mà vào lễ này, vào lễ thì phải tính quả cái ca vát đen đấy. Và chính cái cổ áo này rộng quá cho nên là cái ca vát này nó chập lại. Không ạ, làm sao đo cổ áo là nó vừa thì cái ca vát nó mới đúng. Đấy.
Thế mà tới đây là cấp cho cái này là toàn bộ cao bắt rút hết. Có khóa. Nhưng mà phải hướng dẫn cho bộ đội khóa. Chưa? Khóa là khi mà cài cái nút này không. Chắc hơn cái khóa nó cái khóa nó bẻ xuống, cái khóa cho nó bẻ cái khóa xuống. Thế thì bây giờ thôi bây giờ này thông qua hai cái bộ này nhá. Đưa thằng cái mẫu cùng thông qua cùng với cái bác với cái quân kỳ ấy để thông qua các thủ trưởng cho ý kiến làm luôn đấy để xin ý kiến ngay con du đâu con du nhá đấy chụp nguyên ảnh này chụp nguyên ảnh này giày đi chứ đến giày đi nhưng mà cái giày đúng là làm cái đấy to lên này có bộ mẫu mà báo thủ trưởng là cái bộ này không phải may cho các đồng chí này mà bộ các đồng chí cũ mà mang nó mặc thử để các đồng chí xem luôn nếu mà đi thì giày này thì nó tốt hơn thế nhưng mà nếu mà đi mà ấy thì thôi cứ thông qua hai cái bộ này hoặc là kéo khác nhau ba bác xem để lựa chọn một trong ba không giày này là giày giày trắng tôi là đang thấy là nó đi giày nó đi giày trắng tất trắng bây giờ nếu cần thiết thì kiếm tiêm phải đi bốn ba máy phải đi bốn anh đi bốn máy phải đi bốn giao đi bốn giao ban thay cái đấy giao ban tới đây nhá mình nhá cái giao ban tới đây sẽ báo cáo mới đưa vào cái cán này của trước là trên xe là không nâng được cái nó ngắn một xe mà báo với chỗ văn phòng 20 ấy mình sẽ thông qua một là cái quân kỳ hai là cái lễ phục này nhá đấy hai cái phục này để cho các thủ trưởng trên xe cũng lên nâng chứ không bây giờ không làm thì không được mình quyết đấy cơ này một là cái loại hai lớp một loại một lớp à đưa cờ này sao nào đó là một loại hai lớp đây. Hai loại một loại thì nó nặng nó hai lớp đây là hai lớp này hai lớp ơi bây giờ một cái cờ này nó sẽ không bay được cái cờ hai lớp này không bay được thế này cờ một lớp với cái cờ này là in đấy in thì nó đẹp nó cũng đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng thêu nhưng nó nhẹ nó sẽ bay nhẹ. Đấy ạ. Thế còn cái cờ này nó ông Thành bỏ phát cái xe. Tôi nhất trí là cái huân chương đây nhá. Tất cả đây là mình phải thiết kế lại. Cái này cũng phải cục những cái đàn ông nào làm. Quân huấn quân huấn sản xuất quân huấn chương là tuyên huấn. Cái này phải cũng phải báo cáo đấy nhá. Đấy, nói bảo cả ba cài luôn đấy anh Thành. Không làm được sao để hôm qua luôn cái hội nghị giao ban đấy. Báo cáo. Nhá. Cài hết vào đây. Nếu mà cài hai mặt à? Hai mặt. Cài hai mặt anh. Đây của đặc công đây, đặc công hai mặt. Đặc công ở đây. Đặc công ơi. Vì nó chết cái như này. Đây này. Khi mà mình đi từ bên này sang ấy. Đúng không? À. Thì cái huân chương ở bên này. Gắn ở kia. Vâng. Cái mà trên này người ta nhìn xuống thì không có. Vâng. Đúng không? À. Đấy. Mà nó lại nhìn thấy bên này bởi vì theo quy định điều lệnh là mình cài bên này. Thế bây giờ là hôm đấy cũng phải thông qua. Đúng không ạ? Đấy, hôm giao ban tháng ấy để đưa vào chương trình báo với chỗ văn phòng 20 ấy. Cái này thì nhẹ, đúng không? Nhẹ một cái cán không nhẹ và em bỏ cái này thay rồi thay rồi cán là thay rồi tám nặng cả cờ một lớp này là tám nặng không bây giờ cũng có đi lên dài mà cái này đây như vậy giao ban thông qua ba cái quần áo này kỳ quần áo